Y như là tiêu đề của video hôm nay thì mình đang có ở đây hai chiếc Surface Laptop 3, một phiên bản 13 inch và một phiên bản 15 inch. Và điều mà mình thắc mắc là bây giờ đã là năm 2022 rồi, và liệu rằng sau một năm thì chiếc laptop này nó còn là một chiếc flagship đáng mua hay không? Có đáng để anh em xuống tiền hay không? Vậy thì hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau intro nhé. Và mình là Tiến Đạt, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Team Pro. Trước khi tìm hiểu điều đó thì có một điều còn sốc hơn nữa, đó chính là từ ngày 22 tháng 8 đến 31 tháng 9 ở Team Pro sẽ diễn ra chương trình Back to School với rất nhiều phần quà và khuyến mãi cực kỳ khủng. Ngoài ra các bạn còn có cơ hội được chính KOL Hưng Khúc tư vấn và giải đáp những thắc mắc của mình về công nghệ. Sơ qua một chút về cấu hình thì hai chiếc Surface Laptop 3 này sẽ sở hữu cấu hình là con chip Core i5-1035G7 và đồ họa tích hợp là Intel Iris G7 ở phiên bản 13 inch. Còn phiên bản 15 inch sẽ là AMD Ryzen 5 3580U và Radeon RX Vega 9. RAM thì sẽ là 8GB và 128GB SSD. Có vẻ là hơi ít nhỉ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nâng cấp được SSD, còn RAM thì chịu rồi, bởi vì hàn chết mà. Nghe đến đây thôi thì bạn cũng đã biết được rằng là cái cấu hình của hai chiếc máy này nó đã khá là cũ rồi, nó đã bị bỏ khá là xa so với những thế hệ chip mới bây giờ. Nhưng mà việc bị bỏ xa không đồng nghĩa với việc là hiệu năng của nó yếu. Mình vẫn có thể sử dụng được các tác vụ bình thường rất là mượt mà. Mình vẫn có thể edit video, vẫn có thể làm được Excel ở mức trung bình. Mình vẫn có thể chơi game được nữa cơ. Mình vẫn bật được tầm 6-7 tab Chrome. Đi vào chi tiết thì mình có thể render một vài video ngắn ở chất lượng thấp. Ngoài việc không xử lý được những công việc quá là nặng ra thì mình không thấy là nó gặp một hiện tượng giật hay là lag gì cả. Còn chơi game thì vẫn chơi được rất là tốt, nhưng mà vẫn chỉ dừng lại ở mức cấu hình thấp và game nhẹ mà thôi. Về trải nghiệm giải trí thì với màn hình 2K và công nghệ loa Dolby Atmos là quá đủ để các bạn có thể giải trí một cách cực kỳ là mắc pinh rồi. Mọi chi tiết, mọi hình ảnh đều rất là sắc nét, kết hợp với công nghệ loa Dolby nữa, nó cứ phải gọi là như rạp phim luôn. Về hiệu năng thì nó cũng chỉ loanh quanh một vài thứ như thế thôi. Nhưng mà còn về thiết kế thì sao? Nó có gì đặc biệt để mà phải xuống tiền mua nó trong phân khúc dưới 15 triệu như vậy? Điều đầu tiên mà các bạn cần phải biết đó chính là Surface Laptop 3 không sở hữu những gì mà một chiếc máy tính xách tay truyền thống nên có, mà nó kế thừa và phát huy những đặc điểm đặc trưng của nhà Microsoft. Dễ thấy nhất chính là tùy chọn cho mặt C. Với phiên bản Surface Laptop 3 13.5 inch, người dùng có thể chọn bàn phím kim loại có màu nhôm đen hoặc là đá sa thạch, hoặc với bàn phím vải Akatana xanh cobalt hoặc là platinum bạch kim. Với phiên bản 15 inch lớn hơn, người dùng có thể chọn là nhôm đen hoặc là nhôm bạch kim. Mặc dù tùy chọn bàn phím này nó cũng không cần thiết cho lắm nếu xét theo phương diện là người dùng cơ bản, nhưng mà nó có thể thay đổi cả cách nhìn của bạn về chiếc laptop này đấy. Với tùy chọn bàn phím vải Alcantara thì các bạn có thể thấy là nó đem lại cho chiếc máy một cái nhìn khá là mềm mại. Thậm chí là ai không biết còn tưởng đây là bàn phím rời gắn cho tablet cơ. Còn bàn phím nhôm thì có lẽ là ai cũng đã dùng qua rồi. Một cái nhìn nó sang trọng hơn, một cảm giác cứng cáp hơn rất nhiều so với khi được phủ lên một lớp vải. Tuy nhiên theo như mình thấy thì việc Microsoft đưa vào hai tùy chọn này cho người dùng là một điều cực kỳ tuyệt vời. Nó khiến cho người dùng có thể có đa dạng trải nghiệm hơn. Ví dụ nhá, mình là một người có thói quen là hay đeo đồng hồ kim loại. Mà đồng hồ kim loại mà gõ trên cái bàn phím nhôm ấy thì không xước đồng hồ, nó cũng xước máy. Bàn phím được phủ lên một lớp vải thì nó sẽ đem lại cảm giác mềm mại hơn, sẽ không cần phải lo lắng về chuyện là xước hay cấn. Nhưng mà nó cũng có một nhược điểm riêng của nó, đó chính là nó cực kỳ là dễ bẩn các bạn ạ. Bởi vì nó là vải mà. Mà vải thì các bạn biết rồi đấy, vải cực kỳ là dễ bám bụi bẩn, mà nó không thể phủ hết hoàn toàn giống như là nhôm được. Lướt qua một chút về phần trải nghiệm bàn phím thì mình khá là thích cảm giác gõ và trải nghiệm trên chiếc bàn phím này. Nhất là những bạn nào mà từng dùng Mac trước đây rồi thì có thể cảm thấy là chiếc bàn phím này nó cực kỳ là dễ làm quen, bởi vì là nó giống với layout của bàn phím trên MacBook đến 90%. Nhưng mà về cảm giác gõ thì Mac vẫn còn thua xa. Nó có một hành trình phím sâu hơn, độ nảy vừa phải, và nhất là với phiên bản Alcantara thì nó sẽ có một cái độ flex nhẹ khi gõ. Không biết mọi người thì sao, chứ còn đối với mình thì cái độ flex trên chiếc bàn phím này nó không đem lại cho mình một cảm giác quá là khó chịu như là trên chiếc laptop khác. Bởi vì một phần mình là một người chơi hệ phím cơ mà, nó đem lại một cái cảm giác flex nhẹ y như là gasket mount trên những chiếc bàn phím cơ cao cấp ấy. Touchpad cũng rất là to với một chiếc laptop 13 inch, nhưng mà mình thích nhất đó chính là nó được phủ kính và nó cực kỳ mướt luôn. Mình mải mê vuốt nó đến cái nỗi mà mình quên luôn rằng mình đang còn dùng chuột cơ mà.
Đặc trưng tiếp theo của dòng Surface Laptop đó chính là sở hữu màn hình cực kỳ đẹp với độ phân giải lên đến 2K, tỷ lệ 3:2 và không gian màu theo như mình có đo được là 98% sRGB, 74% Adobe RGB và 74% DCI-P3. Độ sáng tối đa sẽ là 389 nit, mặc dù là nhiệt độ màu khá là chuẩn và đạt 98% sRGB, nhưng mà nó sai màu khá khá, cho nên là các bạn cần cân chỉnh lại màu khi mà mang nó ra khỏi cửa hàng nhé. Và cũng bởi vậy cho nên là mình nghĩ rằng chiếc máy này sẽ phù hợp với những bạn nào cần sử dụng những tác vụ đồ họa kiểu nhẹ nhàng cơ bản, hoặc những bạn sinh viên đồ họa cũng có thể sử dụng chiếc máy này được. Viền màn hình thì có hơi dày một xíu, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm là bao. Nó chỉ hơi bị gọi là out trend một chút thôi, nhưng mà đấy cũng là điều mà chúng ta nên thông cảm được, bởi vì 2 năm rồi cơ mà. À mà còn một điều cực kỳ xịn sò màn hình của chiếc laptop chưa đến 15 triệu này nữa, đó chính là màn hình cảm ứng. Mặc dù là mình rất ít khi dùng trong các công việc hàng ngày, nhưng mà có thì nó vẫn cứ là tiện hơi các bạn ạ. Ví dụ khi mình cần phóng to hay là thu nhỏ ảnh này, rồi là khi không có chuột này. Nói chung là không có thì có vẻ là không cần, nhưng mà có rồi thì nó tiện lắm các bạn ạ, không thiếu được. Một điều nữa mà mình rất thích ở trên chiếc máy này mà rất là ít khi gặp ở những chiếc laptop từ giá rẻ cho đến tầm trung, đó chính là trải nghiệm gập mờ. Nó không hẳn là xịn như là trên những dòng laptop cao cấp, nhưng mà để nó có được một cái cảm giác gập mờ nó chắc chắn và êm ái như này thì mình khẳng định luôn là không có chiếc máy nào trong tầm giá có thể đánh bại được Surface Laptop 3. Các bạn nghe thử cái tiếng gập xuống của nó này, quá là êm đúng không? Một phần mình nghĩ đó chính là do cơ chế bản lề kín mà Surface Laptop 3 sở hữu. Một thứ mà rất rất ít những chiếc laptop dưới 15 triệu hay thậm chí là những chiếc laptop dưới 20 triệu có thể sở hữu được. Và chiếc máy này còn khắc phục được một điều mà mình khá là khó chịu ở những chiếc máy dưới 15 triệu. Đó chính là phần khe thoát gió tản nhiệt đã không còn được đặt bên dưới bản lề và hướng thẳng lên màn hình nữa. Việc này thì sẽ hạn chế tối đa các khí nóng của quạt tản nhiệt thổi trực tiếp lên màn hình và gây ra ảnh hưởng về lâu về dài. Còn về cổng kết nối thì với chiếc máy này thì có lẽ là hơi ít. Chúng ta sẽ có một cổng A, một cổng C mà lại còn không được là Thunderbolt hay là USB 4 cơ. Cuối cùng là một jack audio 3.5. Với nhiều người dùng phổ thông thì như này đã là quá đủ rồi. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy là nó có vẻ là cực kỳ ít luôn. Đối với nhu cầu sử dụng của mình thì mình sẽ cần tối thiểu là hai cổng A để sử dụng chuột và bàn phím rời. Thêm vào đó nữa là chiếc laptop này nó còn không có cổng để xuất hình cơ, cho nên là sẽ khá bất tiện cho bạn nào phải thuyết trình hay là trình chiếu nhiều, sẽ phải mua thêm một chiếc hub có HDMI nữa. Đấy, còn về ngoại hình thì mình nghĩ là bạn nhìn qua cũng có thể mường tượng ra là ngoại hình nó như thế nào đúng không? Một thiết kế rất là vuông thành nhưng mà lại bo tròn cạnh, đặc biệt là nó cực kỳ nhẹ, kể cả phiên bản 15 inch vẫn chỉ có trọng lượng là 1.3kg mà thôi. Mình có thể dễ dàng cầm nó bằng một tay này, thậm chí là hai ngón tay này, hay là bỏ vào ba lô và mang đi mang lại cũng đều rất là thoải mái. Và với tất cả những gì vừa kể trên thì mình có thể đi đến một kết luận luôn được rằng đây chính là chiếc laptop có build đảm bảo ngon nhất và đẹp nhất trong phân khúc 13-14 triệu. Ok, và cuối cùng là sau 2 năm ra mắt và với cái giá tiền hiện tại của nó là 14.790.000 thì đây sẽ là một chiếc flagship đáng mua nhất trong tầm giá dưới 15 triệu hay là thậm chí là dưới 20 triệu luôn. Bởi vì trong tầm giá này mình đố các bạn có thể tìm thấy được luôn một chiếc laptop có màn hình 2K này, có màn hình cảm ứng này, có bàn phím phủ vải này, mỏng nhẹ này, phải nhiều thứ ngon đấy. Thôi nói chung chốt lại là nó ngon vãi chưởng. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.